Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi qua hình thức trực tuyến được xem là một trong những hướng đi linh hoạt của tổ chức đoàn, đội nhằm tăng cường kênh kết nối, hỗ trợ trẻ em trong tình hình mới. Đây là một buổi học trực tuyến tập huấn tăng cường kỹ năng lãnh đạo cho trẻ em và thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dành cho các em có độ tuổi từ 10 đến 18 do Thành đoàn Đà Nẵng và UNICEF phối hợp triển khai. Khởi động từ ngày 12 tháng 9, sau 3 tuần cùng học, cùng tương tác, chương trình đã thu hút sự tham gia của rất nhiều các em học sinh và bước đầu đạt được những hiệu ứng tích cực. Sau khi em học được có khóa học như thế này thì em học thêm được những kỹ năng như là lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình, những kỹ năng về phản biện. Sau khóa tập huấn này, em đã học được rất nhiều kiến thức, kỹ năng và bài học bổ ích. Theo em, nó rất cần thiết đối với lứa tuổi học sinh. Khóa bồi dưỡng kỹ năng này được chia ra làm hai lớp theo độ tuổi, với một lớp dành cho lứa tuổi từ 10 đến 14 và một lớp dành cho lứa tuổi 15 đến 18. Qua đó, giúp các em có thể tiếp cận với các nhóm kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Đối với nhiều trẻ em, nhất là các em học sinh tiểu học, có rất nhiều kỹ năng bổ ích thú vị mà lần đầu tiên trẻ có cơ hội được trải nghiệm. Khi con tham gia cái khóa học này thì con thấy mình còn thiếu rất là nhiều kỹ năng và có nhiều kỹ năng thì con chưa tốt, cho nên con học thêm được rất là nhiều cách để ví dụ như khi mình thuyết trình thì mình dũng cảm đứng trước đám đông hơn. Về cái chương trình thì mình thấy rất là hài lòng, bởi vì ở đây người ta không chỉ dạy về cái kỹ năng lãnh đạo mà ở đây người ta còn có những cái bài học lồng ghép. Đáng chú ý, sau khóa học, sau khi được trang bị các kỹ năng, các em sẽ cùng tham gia cuộc thi thuyết trình về các vấn đề xã hội mà các em quan tâm khi xây dựng thành phố Đà Nẵng thân thiện, lành mạnh với trẻ em. Đây là lần đầu tiên thành đoàn phối hợp với UNICEF để tổ chức một cái lớp tập huấn ý nghĩa này. Thì các cái kỹ năng bao gồm là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống và nhiều cái kỹ năng quan trọng đã được các báo cáo viên, các thầy giáo, cô giáo hướng dẫn các em qua các lớp học trực tuyến, và các em đã rất hào hứng tham gia lớp tập huấn này. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, định hướng phát triển tâm sinh lý và xử lý các tình huống trong môi trường gia đình, học đường và xã hội thông qua các kênh trực tuyến và mạng xã hội sẽ tiếp tục được thành đoàn, hội đồng đội thành phố Đà Nẵng quan tâm triển khai trong thời gian tới. Qua đó góp phần đồng hành cùng thanh thiếu nhi địa phương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.